Vâng, Marvin Baby Me cần. Vâng, hiện tại tỷ số đang là như vậy. Max C kích đời 26 dần dần cung à. Ô nhà kín phết nhở, kỳ thủ chết hết được đấy. 26 dần kích đời 82 chuyển vào bình thủ của đàn tiểu. Bài đang tương đối đẹp. Ô check 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 lại cái hàng bên dưới này không. Ờ, khả năng cao khung khung luôn lại, xi măng cao khả năng câu đấy này. 21% dành cho 11. Cái thông tin mà em nhòm sang được. Oh, Rogan, Alma, 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 Alma,
Vâng, 10-30 với 26 nông dân dành cho con game thủ 17 này. Còn đây là game thủ xi măng cũng gọi là tích 10-40 thôi, 25 nông dân ăn tranh với màu 2 game thủ Bùi Phương Nam cầm baby. Mang dân ra cản đường rất tốt. Vâng, lên là xong có ngay một con đặc đà màu 2 cho người thủ B. Liệu thủ B không? Lưng bánh xe dành cho xi măng. Còn đây là máy game thủ của Tiểu Tham là 27-11 đang đưa 1 tỷ cho nông dân. Vâng, đánh 2 BL. Chơi 2 BL. Vâng, sau đó sẽ có Y. Ok, tình huống xây rất chiến thuật, tình huống xây y xiên. Vâng, đánh A dành cho màu 1 này. Game thủ U98 cầm Minoan và cái hốc này thì nếu anh em nhìn cái map thì nó không đẹp thì phải. Cái map này như không đẹp. Các cái khung rồi như không đẹp dành cho game thủ màu 2, à màu 4 này. Vẫn hở đấy, cho nên vẫn hở đấy. Một cái E đấy nhá. Vâng, thế là muốn tạt. Hốc bẩn rồi, chứ từ từ đã tạt, tôi đã tính sao. Đấy, em làm tạo tôn dân này thôi. Cứ ra điều 2 bây giờ dành cho tôi cũng được. Đi theo kẹp em còn đi thì cũng được. Ô tô 2 là 2 chém này đó, ra chém mắc xây đuổi nhưng không phải suy nghĩ nhiều. Vâng, gặp một đàn. Ơ, muốn không xong ra luôn mất rồi. À đây, chơi. Võ xinh băng đấy, chơi đi. Vã thôi. Chém đập chúng tôi. Vâng, nếu mà một đi cùng với cái khu vực mà đang khung lại hiện tại dành cho một thì em không nghĩ là một đang có cái vị trí đẹp được. Bốn ai trên 48 đang không ở nhà, cứ để nó đuổi cũng được. Mấy con chém mới cho phân công nó đuổi đi. Hai năm con ca nhỉ. Ờ đúng rồi. Một A chính xác rồi. Vâng, người ta đoán bừa cũng ra ý đồ của ông Tiếu này. Ô đi khéo nha, cùng hòa bóng rộng đấy. Đừng để nó phát hiện. Phải một tình huống khéo vào. Ca vào sôi vào cũng được, rồi ăn hết đàn dân này thì hoa tốt. Đồng cái đào chặt vàng cũng được tiểu ạ. Có còn một con rông kìa, còn một con lá không chơi đi.
6. Đã là chém 4 rồi. Máng hết thì giam được. Cứ ra của tầm 4 con K đi tiêu ạ. Thoải mái 4 con K đi. Đấy, rổ 5 con K này. Anh em đợi chút, 5 con K này nó vã vào. À, cố gắng đợi đi. Hay là vào luôn. Vào luôn à? Vội quá không? 5 con K vào thì tiếp chăn. Đây rồi. Rồi, ra K đi. Ra ca tiếp vào đấy. Trời ơi, những con ca này. Từ ra tiếp, tiếp chỉnh ca khéo khéo vào. Đang đấu rồi, đang đấu rồi. Năm mươi năm trên 68. 22 trên 30. Ôi tôi đây bị lọt nhà thôi. Khu vực đấy đấy. Rồi. Lên 32 rồi. Thằng này lên rồi, đồ đàn tiểu thằng này vẫn 54. Năm con ca vẫn ngon hơn. Ê, thế là dây chương 3. Trên 68. Đây là cung A. Vâng, vậy là bu 98 mọi người đã bung ra. Phải lực cả chương 3 nữa. Ê, vào trước mặt đấy. Cung A khả năng cao đã ra 4 rồi. Đơn này. Đáng tiếc, vậy tỷ số là 1-1.